phố Quang Trung. Rồi thành phố Pleiku, đi cái thác gì đó tên không biết cái tên gì đâu, nhưng mà có định đi hai cái thác bữa nay, một cái thác tên dân tộc đó với một cái thác nữa là thác Phú Cường. Phải trên đường này không trời, để kiểm tra lại coi. Này đang trên đường từ thành phố Pleiku ra để đi thác Sung Khương, thì cái thác nó cách thành phố khoảng 1 tiếng chạy xe. Trên đường từ Pleiku về Buôn Mê Thuột, thì nếu coi thông tin thì có hai cái thác lớn ở trên tuyến đường này. Còn cái hồ thủy điện thì nó ở bên gì Gia Ly gì đó, nhưng mà mình đã đi khỏi rồi thôi. Bây giờ đi thác Xuân Khương với thác ở Phú Cường. Bây giờ ráng chạy về, không biết tới Ba Mươi Thuột không, để thay nhớt xe cả. Bữa nay là ngày 11 tháng 7. Đang từ Pleiku ra để đi hướng Ba Mươi Thuột. Thì giải thiệu đi hướng Ba Mươi Thuột, trên đường đi sẽ ghé qua thác Xuân Khương với thác Phú Cường. Ở đây là xã Gia Tiêm, ra khỏi Pleiku, thành phố Pleiku một đoạn, nó có cái thung lũng ở đây. Ở đây người ta trồng chanh dây. Lúc này là nguyên cái vườn chanh dây nè. Ở đây trên đường thì có thấy người ta bán măng cụt nữa, chanh dây, măng cụt. Nguyên cái vườn này trái không nha bà con, trái chanh dây đó. Trồng nhiều lắm. Cái này là đứng chỗ vừa ra khỏi
thành phố Pleiku, có cái dốc lên đường hướng đi đi Buôn Mê Thuột. Dốc này có cái nhìn, có cái tầm nhìn toàn bộ thành phố từ xa. Cái dốc này là cái dốc Văn Thuột nè, cái dốc từ thành phố Pleiku nó đi ra để đi Văn Thuột. Ở đây là cái thành phố nối liền phía xa xa trong chỗ cái núi là trung tâm thành phố Pleiku, còn cái này là ngoại ô. Theo bản đồ của chỉ dẫn của Google Maps á, là tới cái ngã ba này là cái ngã ba đi lên biên giới, chắc là biên giới với Lào và biên giới Lệ Thành hay Lệ Thành gì đó. Thì cái thác Sung Lươn nó cũng nằm ở tuyến đường đi lên biên giới. Còn ngay cái ngã ba đó, một nhánh nữa là nó đi về Buôn Mê Thuột. Bây giờ nãy chạy đi Buôn Mê Thuột thì coi cái bản đồ là mới chỉ ngược lại, mình thử quay lại ngã ba đi đi ra cửa khẩu biên giới để chạy trọn coi nó coi lại cái bản đồ có đúng hay là không. Cái cột mốc ở đây nó để là bao can 7 cây số, bao can